trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới 2022. Với phương châm sống chung an toàn với COVID-19, vừa đảm bảo phòng dịch hiệu quả, vừa hỗ trợ khách hàng ổn định sản xuất, Việt An đã không ngừng nỗ lực tạo ra những dòng sản phẩm máy làm đá viên chất lượng, chuẩn quốc tế, hoàn thiện nâng cao hơn nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Việt An. Đây là những hình ảnh ghi lại quá trình kỹ thuật viên Việt An trực tiếp tới tận các cơ sở sản xuất để bảo dưỡng sản phẩm, hướng dẫn vận hành, bảo hành, bảo trì thiết bị tại vùng đất Quảng Trị. Với tinh thần hăng say làm việc, không quản khó khăn, dịch bệnh, hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, nhằm đáp lại sự tin yêu mà khách hàng đã dành cho Việt An trong nhiều năm qua. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng sản phẩm của Việt An. Xin kính chúc quý khách hàng sức khỏe, may mắn và thành đạt.